Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Bayern Munich và câu lạc bộ Dynamo Zagreb. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu đầu tiên của giải UEFA Champions League và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 18 tháng 9 và theo đánh giá, câu lạc bộ Bayern Munich sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Dynamo Zagreb với mức kèo là 2,25, mức kèo cũng có thể tăng 2,5 và hạ xuống còn hai trái, mức tài xỉu là 3,5, 3,75 và 3,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả kết bạn Zalo hoặc ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. Trong quá khứ thì Bayern Munich và Dynamo Zagreb có hai lần gặp nhau. Hai lần gặp nhau đó thì Bayern Munich đều giành chiến thắng trước Dynamo Zagreb. Năm trận thi đấu gần nhất của Bayern Munich thì Bayern Munich toàn thắng cả năm. Còn năm trận thi đấu gần nhất của Dynamo Zagreb thì Dynamo Zagreb thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Bayern Munich chấp 2,25 nhé. Hoặc bạn nào an toàn hơn, bạc hơi thấp, lựa mức kèo phụ là Bayern Munich chấp 2 trái thôi. Vì sao? Mặc dù cái mức kèo chấp nó cũng quá là cao, nhưng mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại, Bayern Munich đang được đánh giá là nhỉnh hơn Dynamo Zagreb về mọi mặt. Thứ hai nữa thì Bayern Munich có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì Bayern Munich cũng còn đang áp đảo hơn nhiều so với Dynamo Zagreb nữa. Cái thành tích thi đấu trên sân nhà của Bayern Munich đang cực kỳ ổn định ở lượt trận này với lực lượng hầu như là mạnh nhất, cộng với phong độ đang rất tốt, hiệu suất ghi bàn thì khỏi phải bàn rồi. Thì với mức kèo này mình dự đoán là chắc cũng không làm khó được Bayern Munich đâu, cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Bayern Munich chấp nha. Nên chọn mức kèo an toàn, đó là kèo phụ Bayern Munich chấp 2 trái thôi. Mức tài xỉu là 3,5, 3,75 và 3,25. Thì cái thành tích ghi bàn của Bayern Munich lẫn Dynamo Zagreb ở những lượt trận gần nhất thì nó cũng đang cực kỳ ổn định và rất đều đặn. Dự đoán cuộc đối đầu này tiếp tục sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn và sẽ có nhiều bàn thắng được ghi, và cũng không loại trừ khả năng là Bayern Munich gặp đội bóng yếu thì họ sẽ thắng đậm một lần nữa không chừng. Dự đoán sẽ có tỷ số là 4-0 hoặc 5-0 nghiêng về cho Bayern Munich trận này. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài 3,5 nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp 1 trái và tài xỉu là 1,5. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đang vượt trội hơn thì Bayern Munich họ sẽ chắc chiêu cơ hội và có thể hiệp 1 sẽ có tỷ số là 2-0 hoặc 3-0 nghiêng về cho Bayern Munich. Hiệp 1 bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn Bayern chấp nha. Và đã tài 1,5. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Bayern Munich và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.